Chào tất cả các bạn. Thì ở cái video ở năm ngoái mình cũng có làm một cái video về Windows XP rồi. Và hôm nay mình sẽ làm thêm một cái video nữa về Windows XP. Chủ yếu là xem thử là công nghệ của cách đây 11 năm trước nó khác biệt như thế nào so với bây giờ. Và các cái lập trình viên của 11 năm trước thì họ làm việc như thế nào. Thì và xem thử là Windows XP có còn sống sót, có còn phù hợp đối với thời điểm hiện tại không? Đối với 11 năm trước thì nó còn rất là phổ dụng, tuy nhiên thì đối với 11 năm sau thì không biết cái tình thế là như thế nào. Và cũng như một số các môn học chúng ta đã trình bày thì một cái ứng dụng không thể nào mà nó tồn tại lâu dài được. Nó phải đến một cái lúc nào đó nó dừng, bởi vì là công nghệ nó thay đổi liên tục. Và cái Windows XP nó cũng thuộc cái tình huống như vậy. Vậy thì chúng ta hãy cùng phân tích xem thử là cái câu nói đó liệu nó còn đúng hay không. Đây, mình chuẩn bị sẵn một cái máy ảo đây. Cấu hình của cách đây 11 năm trước là như thế này đây. Hồi đó mình nhớ là mình mua cái máy tính mình giá cũng 7 triệu. Máy tính để bàn thôi, và bây giờ nó thành đồ đồng nát hết rồi. RAM 1GB, CPU Pentium 2 nhân, Pentium Dual Core. Ổ cứng 250. Những cái thông số cơ bản của máy tính mà thuộc hàng tầm trung cách đây 11 năm trước là như vậy ha. Hồi đó là RAM không có RAM 4 như bây giờ, và ổ cứng là ổ cứng HDD. Và maximum là không có chuyện mà 32GB RAM như bây giờ. Bây giờ thì cấu hình máy tính khủng quá rồi. Chứ ngày xưa thì không có như vậy đâu. Mình là sử dụng phần hệ điều hành Ubuntu cho nó là cái âm thanh nó hơi ồn chút. Đây, âm thanh huyền thoại Windows XP. Hồi nãy mình nói mọi người nghe không rõ bởi vì là do mình sử dụng hệ điều hành Ubuntu, cho đó là cái âm thanh nó hơi ồn một chút so với lại Windows, do cái trình mà khởi nhiễu là mình phải kích hoạt thủ công chứ nó không có kích hoạt tự động như Windows, cho đó là mong mọi người thông cảm cho. Đây, mình vẫn còn giữ cái thói quen refresh cách đây 11 năm trước mà đến bây giờ mình vẫn còn sử dụng cái refresh. Đây, giờ phóng cho nó to lên cái đó. Máy mình hiện tại bây giờ là cái máy khủng lắm. Yahoo Messenger, huyền thoại của thế hệ 8X, 9X đời đầu. Thậm chí 9X đời cuối, những anh chị mà sinh năm 1997 cũng dùng đến Yahoo Messenger. Nhưng mà mỗi tội ngày đó là mình, thời đó mình không có internet, do đó là mình không dùng cái này. Thời năm 2010 mình không có internet, và mãi đến 2013 mình mới lắp mạng. Mà thời đó thì Yahoo cũng ít người sử dụng. Và đến năm 2016 thì Yahoo cũng bị khai tử rồi. Yahoo Messenger bị khai tử rồi, do đó là mình chỉ nhìn người khác dùng thôi chứ mình cũng không có dùng. Có tài khoản Yahoo nhưng mình không có dùng, bởi vì là một cái lý do duy nhất là không có internet. Đây, tắt nó đi. Để mình magnifier cho nó to lên chút. Cái máy này màn hình full HD cho đó là không thấy ra. Hồi xưa là màn hình 1366, bây giờ là màn hình nó lên thành full HD rồi. Đây, magnifier. Ở trong cái bài viết của năm 2020 thì mình có chỉnh sửa một chút, nhưng mà ở đây là mình giữ nguyên cái file code của 11 năm trước luôn. Mình không có thay đổi gì hết. Đây, vẫn cái tên chỗ mình mua máy tính này. Không có cấu hình, không có cá nhân hóa gì hết. Service Pack 2. Mình modify thành Service Pack 3, tuy nhiên thì năm 2010 cái bản code gốc của nó là Service Pack 2. Mình để im Service Pack 2 như vậy để coi thử còn làm ăn được gì. Đây, cấu hình cái máy tính mình mới mua ở đây, mình dùng môi trường máy ảo Core i7 mà sử dụng Windows XP mà có 1GB RAM. Tỷ lệ nghịch. Đây, phần mềm thì khỏi bàn rồi, bây giờ là mình chỉ xét đến một số cái phần mềm lập trình thôi. Thì Windows XP Service, Windows XP cái phần mềm lập trình của nó là Python giới hạn là 3.4 và Visual Studio chỉ giới hạn bản 2010 thôi chứ không có hỗ trợ những phiên bản sau này. Maximum của nó là 2010, tuy nhiên thì ở đây là dùng Service Pack 2, cho đó là mình chỉ cài 2008 thôi, và SQL mình chỉ cài mức 2005.
Và cách đây 11 năm rồi mình cũng lập trình với lại những cái phần mềm như vậy. Để coi thử sau 11 năm, có sau 11 năm mình có thạo không, rồi coi thử cái thời quá khứ là như thế nào nhé. Bây giờ bắt đầu khởi điểm là Eclipse. Ở đây là mình dùng Java 6. Java 6 cũng khá lâu rồi. Thời đó mà Java 6 là ra mắt năm 2006, tuy nhiên thì có cập nhật một chút. Đây, 2010. Cái thời điểm mình mới mua máy tính là năm 2010. Và mình cũng cài đặt, và bên cái hãng, cái công ty Phong Vũ là cũng có cài Java cho mình là bản mới nhất luôn, là thời điểm bây giờ là 2010. Đây, coi thử có còn làm ăn được gì không. Eclipse cũng bản 2010 luôn. Xem thử có còn làm ăn được cái gì không. Helio 2010 này, bản Helio tháng 9 năm 2010. Cái thời điểm mà mình mới bắt đầu sở hữu máy tính. Đây, cái giao diện của nó đây. Phiên bản sau này nó cũng tương tự như vậy thôi. Java Project. Thử viết cái Hello World thôi. Nice. Nice. Class. Hello. Bật cái comment lên. Có thêm comment nữa. Wow, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Có điều chữ to, có điều sorry, có điều chữ nó hơi nhỏ một chút. Bây giờ mình thiết thử cái lệnh system out thôi. Chạy xem thử có khớp không. Always sale. Wow, nó vẫn chạy như thường luôn. Bây giờ mình thử viết một cái chương trình tổng hai số thử xem. Viết chủ yếu mấy cái chương trình đơn giản thôi. System out print, bây giờ lại mình thay lại chút, phải có scanner chứ. Có scanner mới sử dụng được hàm đọc viết. Cái này thì ai cũng biết rồi, kiến thức cơ bản của Java, phải có hàm scanner mới đọc dữ liệu từ bàn phím vào được. Khai báo scanner KV. Ta sử dụng lại cho nó nhanh. Viết lại mất thì dở quá. Giờ mình chạy thử nhá. Bây giờ A bằng 3, B bằng 2. Wow, nó ra tổng hai số bằng 5 luôn. Chứng tỏ là xử lý giao diện console nó hơi, nó cũng thuộc dạng là chấp nhận được. Ở đây là không có Window Builder, cho nên là mình không có viết ứng dụng screen. Với lại mình add cái bộ Window Builder vào trong cái Eclipse nó không nhận, bởi vì là cái bộ này nó quá cũ rồi. Nó quá cũ thành thử ra là nó không có tương thích với lại cái phiên bản mới, thành thử ra chỉ dùng được ở mức Java, chỉ dùng được mức console thôi. Đấy. Bây giờ hết ngôn ngữ Java trừ qua C thử nào. Cũng còn ngon. Và mình đã có viết sẵn một cái ứng dụng nhằm đọc đọc một cái file, tí nữa mình sẽ demo sau. Bây giờ mình demo sẵn cái demo một cái ứng dụng bằng C xem thử nó có chạy không. Array example cho nó mỏng, chỉ nhập xuất mãn thôi chứ chả có gì to tát hết trơn. Lưu ngoài desktop mình đặt là array example đấy, có sẵn hàm main luôn, dev C vẫn còn chạy.
DevC là môi trường nào nó môi trường Windows rồi nó cũng nhận hết, Windows XP thậm chí Windows XP của Lucy, thậm chí Windows 2000 đưa vào nó cũng nhận, nó huống gì XP. Trước mình dùng thuật WOTC, sau này mình mới dùng DevC thôi. Hồi trước là mình dùng thuật WOTC cái màn hình nó xanh lè, sau này mình đi học đại học rồi mình mới tiếp cận với mấy cái thứ hiện đại, chứ xưa giờ mình toàn xài đồ cũ không à, xài toàn mấy cái thứ cổ lưu hũ như là thuật Pascal là thuật WOTC nè. Bây giờ trong cái mạng, bây giờ mình khai báo một cái mạng. Xem thử có chạy không. Quên, phải lưu hàm main trước. Ok, tuyệt vời. Bây giờ nhập xuất thôi ha. Bring app vào trong đi, phải a chấm phải scan app vào trong đi phải và a ngon lành. Bây giờ output thì cũng tương tự vậy thôi, copy chẳng nhanh. Scanf đào thôi, gọi thử coi thử có nhạy không. Đây là 10 phần tử, ở đây không có 64 bit bởi vì là Windows XP là 32 bit thôi. Sorry, đây là A chứ, lộ trả lại xem sao. Ok, gì đây, C99. C99. Windows XP nó không có sẵn cái module như là Win 10 hoặc Win 7 đâu, mình phải tự động mình add vào ấy cơ. Windows XP nó không có sẵn đâu. Có sẵn đó à, do đó là ok. Đấy, nói chung là Windows XP là coi như là mình phải, đối với DevC là mình phải tự bỏ thêm cái thông số vào chứ nó không có tự động như là Win 7 hoặc là Win 10, bởi vì là gần gần da cần cay rồi mà. Ở đây là mình dùng bản 5.6.3 là 2014, đúng lúc cái thời điểm mà Windows XP bị khai tử luôn. Chứ mà mình dùng cái bản 5.0 hoặc là 4.9 thì nó tự động nó làm hết, bởi vì là mấy cái bản này ra mắt năm 2004, 2005 là lúc đó là cũng cổ hủ rồi, chứ bản càng mới là coi như mình phải tự set thông số ấy. Ở đây là 2014 là sau một tháng Windows XP bị khai tử đó, là tháng 4 năm 2014 mình cập nhật cái bản mới nhất luôn cho nó ngon. Ví dụ như là nhập tầm 7 đi ha. Sorry, nó in như thế này đây. Bây giờ mình thử lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, very good. DevC nó vẫn còn chạy ngon lành. Tuy nhiên thì phải set thông số cho nó một chút. Chứ không set thông số là nó không chạy được. Cái này là mình tự set. Phiên bản càng mới là mình phải tự set chứ nó không có tự động như là chạy trên Win 7 hoặc Win 10. Đối với lại DevC mà bản 5 chấm hoặc là 4.9.9 là mình compile là nó tự động nó ra liền chứ nó mình không phải tự thủ set thủ công. Do đó là coi như là chỉ phù hợp với đồ cũ, phù hợp với lại cái phiên bản cũ thôi. Bây giờ qua Visual. New. Giờ mình dùng C sharp luôn cho nó máu. Windows Phone
đặt đây, đây là demo đi ha. Tuyệt vời, mặt trời luôn, ra nguyên một cái form luôn. Show hơi chậm, không sao, tốc độ nói chung cũng ổn. RAM 1GB mà được như thế này là quá ổn. Toolbox ở đây cũng kéo thả anh chơi ngon lành. Có điều là cái càng giá càng yếu thôi. Button 1, button 2. Bây giờ mình đặt đây là Cloud. Ở đây là Info. Lời khuyên là phải đặt button 1, button 2 phải đặt cho đúng cái tay chứ không có để im vậy đâu. Đâu rồi ta? Design đây ha. Name là button. Button C là button Cloud. Còn đây button Info. Ok, ngon. Bây giờ mình viết lại cho nó thôi. Cái button này là System Cloud thôi. Gợi ý ngon lành gần đều. Nhưng mà để ý một chút là cái dấu ngoặc nên là phải tự viết. Chứ nó không có sinh tự động như là những cái phiên bản sau này. Bản 2010 cũng vậy. Giờ đó là phải chịu khó một chút. Với lại cái dấu, hai cái dấu này nó cũng tương tự như vậy, là có cái dấu trên này thì cái dấu dưới này nó không có, mình phải tự mình viết thêm, cũng giống như cái dấu ngoặc trên này vậy. Để mình demo lại nhé. Đây, nó không có cái dấu ngoặc kia đúng không? Mình phải tự viết. Có khó mới lót cái khôn, ngày xưa là như vậy đó. Chứ bây giờ là coi như là nó sinh sẵn, viết cái dấu này thì nó có cái dấu kia, là coi như là nó tự động hết, là coi như mình khỏi phải lăng tăng. Chứ ngày xưa là coi như là phải lăng tăng, là sợ thiếu ngoặc, thiếu nguyết rồi này nọ. Hồi xưa mình cũng hay bị thiếu ngoặc rồi này nọ lắm. Nhưng mà sau này là cái các cái IDE là đều sinh ngoặc tự động, do đó là mình cũng đỡ bớt. Chứ ngày xưa là khổ lắm. Đây, ngày xưa là coi như là lập trình nó khổ lắm chứ không có như bây giờ đâu. So mình phải tự thêm ngoặc vào, thấy chưa, nó chỉ sinh một cái thôi. Đấy, ngay cả cái dấu ký tự, ngay cả cái dấu dấu ngoặc kép nó cũng sinh có một cái chứ không có sinh cái thứ hai. Đây, Unikey đi. Thời đó là không có Unikey mà hiện đại như bây giờ đâu, thời đó là 4.0 RC1 ấy. Cái bản chuẩn nhất thời đó đó. Đây. Xong. Bây giờ mình chạy thôi. Có âm thanh luôn kìa. Chứ như những cái Windows bây giờ là coi như là im hơi lặng tiếng luôn. Nó ra cái Messageboard nó không có âm thanh gì hết. Chứ như Windows XP là nó ra nguyên cái âm thanh luôn. Đấy, càng về sau là nó rút gọn bớt, không hiểu tại sao. Chứ Windows XP là nó có nguyên cái âm thanh luôn, nó nghe rất là bắt tai. Đấy, cái Messageboard đơn thuần thôi đấy mà nó có âm thanh đâu. Giờ mình đóng Cloud. Cũng chạy ngon trớn đấy chứ. Và mình mở lại cái bài mà hồi sáng nay mình viết, cái bài về xử lý file, xem thử cái tốc độ nó như thế nào. Đâu rồi ta? DF example. Đây, cái bài xử lý file, coi thử tốc độ xử lý nó như thế nào. Viết sẵn rồi đây. Đây là cái hàm đọc file và đây là cái hàm xử lý. Bây giờ mình chạy nhé. Khá ngon. Bây giờ mình sửa, mình thêm 15 số đi ha. Đây, phải test đây. 12, 13, 14, 15. Control S. Giờ mình chạy lại xem thử cái tốc độ nó như thế nào, nó còn nhanh nữa không. Quá nhanh. Công nhận cái phiên bản ngày xưa nó chạy nhanh thật, nhưng mà mỗi tội là phải tự biên tự diễn mấy cái ngoặc, được cái này mất cái kia. Vậy thì qua ba cái
video trên thì các bạn cũng biết được là ngày xưa là những lập trình viên là viết code như thế nào rồi đó. Khổ sở lắm, chứ không có như bây giờ đâu. Bây giờ thì có tool này nọ lung linh huyền ảo rồi, sướng quá rồi. Nhân tiện coi thử Windows XP còn sống sót được không. Bây giờ vào mạng nhé. Bây giờ là chỉ còn có mỗi thằng Firefox là hoạt động trên XP thôi, chứ Chrome là coi như là đi đời từ 2016 rồi. Đây, vào mạng này, vào đọc báo sương sương thôi. Còn ngon lành, còn ngon lành chứ không có vấn đề gì hết. Vậy là Windows XP vẫn còn đất sống sau 11 năm. Và sau 11 năm thì Windows XP chỉ phù hợp đối với lại những cái tác vụ thật sự tệ lắm thôi, chứ nó cũng chả, nó đã hết thời rồi. Vậy thì cái video của mình chấm dứt tại đây, và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi, và đừng quên subscribe để cho kênh em nó phát triển hơn nhé. Chào tạm biệt mọi người.